Chúng ta vào bài học số 12, Compare mô hình. Ở trên Project bổ sung một cái tính năng mới rất là tuyệt vời, giúp các bạn so sánh giữa các phiên bản của mô hình trong trên Project. Xin mời các bạn theo dõi. Ở đây tôi có một cái mô hình kết cấu version 2 và một mô hình kết cấu version 1. Nó có một số cái thay đổi thì chúng ta sẽ cùng nhau tự động kiểm tra giữa hai cái phiên bản kết cấu version mới và version cũ thì làm như thế nào. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử chúng ta có hai file như này thì chúng ta sẽ kích, đầu tiên các bạn sẽ vào phần model của SimpleCollect trên nền tảng desktop. Các bạn kích vào cái file kết cấu version mới, nó thấy có cái biểu tượng là compare đây. Các bạn kích vào cái file kết cấu version mới này, sau đó các bạn ở phần trên tool nó kích vào chọn cái file kết cấu version cũ version 1. Sau đó SimpleCollect sẽ tự động phát hiện cho chúng ta cái file này chúng ta đã upload cách đây là bao nhiêu lâu. Đấy, hai phiên bản cách nhau, ví dụ ngày mùng 10, mùng 5 tháng 10, ngày 14 tháng 9. Sau đó các bạn kích vào nút compare thì chỉ cùng một cách nó sẽ có cái phần highlight giữa hai phiên bản. Những đối tượng là màu xanh lá cây là những đối tượng được tạo mới. Đây, các bạn thấy rằng là chỗ này có cái anh tô dầm, nó sẽ đã được tạo mới ở phiên bản thứ hai. Những đối tượng mà màu đỏ mà có được mờ mờ này thì là đối tượng đã được chỉnh sửa trong mô hình, còn những đối tượng mà màu xanh lơ này thì là không thay đổi. Đấy, chúng ta và những đối tượng là màu đỏ là đối tượng được xóa đi. Đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta rất là trực quan và chúng ta có thể xem rất là dễ dàng. Sau đó các bạn có thể tạo cái view những chỗ nào là chỗ vị trí thay đổi, các bạn thay đánh dấu vào và tạo một cái view. Các bạn có thể là lưu cái compression là đây, nó kích vào go compression này. Sau đó các bạn có thể save hay có thể save compression này để so sánh cái việc lưu so sánh hai phiên bản này. Đấy, các bạn thì kích vào đây, sau đó các bạn kích vào đây, các bạn highlight và các bạn sẽ tạo các cái view để đánh dấu đấy, các cái vị trí mà nó có sự thay đổi. Đấy, biết rằng là nó khác biệt hoàn toàn hai phiên bản, ta lưu lại để chúng ta so sánh xem có gì sai sót không. Đấy, thì với cái tính năng compare model này rất là hay trên SQL Connect thì rất là hay, tuyệt vời. Hy vọng chúng ta sẽ có thể sử dụng tính năng này tốt để kiểm soát giữa hai phiên bản. Đấy, khi chúng ta compare hai phiên bản này và chúng ta có thể xem được cái sự thay đổi trên mô hình rất là đơn giản và dễ dàng. Đấy, chúc các bạn làm việc thành công và hiệu quả.